Ok, sửa quạt điện cơ Hải Phòng nhé. Khách hàng gửi đến. Xem thông tin khách hàng đây. Của bạn Duy và bạn Dũng à? Chắc là sinh viên rồi. Chắc là sinh viên này. Ok, sinh viên thì giá hát rẻ rồi. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ test thử xem thế nào nhé. Ok, cắm thử điện xem nào. Xem nó cái gì nào. Các cái nút này nó chả có chữ số gì cả thôi. Khi khách hàng gửi đồ đến thì phải ghi lại tên, số điện thoại và cẩn thận hơn thì ghi lỗi của thiết bị. Đương nhiên là bất kỳ thiết bị nào vào kiểm tra đều phải cắm qua đèn hết nhé. Đối với quạt cắm qua đèn thì nó vẫn chạy được chỉ số của quạt nhé. Đó, nó sáng như kia, tức là quạt nó bị đờ, nó kẹt hay bị chập, nhưng mà nó phải sáng trắng rồi thì mới chập, còn đây là sáng này nó bị kẹt thôi. Ok, để tháo ra bắt đầu check dần nhá. Ok, tháo cánh ra thì chụp cái này có vẻ chụp rất zip. Chụp zip nữa, kẹt chụp rồi. Khi mang đến thì điều đương nhiên là sẽ được vệ sinh sạch sẽ. Dùng quạt rửa giấy cánh quạt vệ sinh sạch sẽ quạt luôn. Áo này mang đi rửa giấy hết nhé, rửa sạch luôn. Được cái quạt này hiện tượng giống rất nhiều loại quạt mà bị kẹt như này. Khi mà quạt chạy nóng mà quạt đã lâu không được tra dầu mỡ để bảo dưỡng, nó bị khô cái trục này, nó kẹt cái trục vào trong bảng, nó quay rất là zip. Bây giờ phải tháo trục ra vệ sinh, lau chùi, đánh bóng cái. Ok. Không sờ vào thì chưa sờ vào thì bảo dưỡng luôn cho bạn ấy. Hai bạn này là hai bạn sinh viên cho nên là
các bạn ấy không có kinh tế, về kinh tế là không được ai chặt cơm nhỉ, cho nên đương nhiên là lấy công sửa chữa rồi. Ai giờ chặt quá rồi, không nhất thiết cảm ơn đấy, chặt quá để tháo kiểu khác vậy. Muốn tháo con đấy thì chắc chắn là phải làm tí giờ tiếp bày. Bây giờ nha, phải lấy cái dây rút, rút cái dây này lại. Chỉ còn nếu mà kéo cái dây này ra, nó mà đứt dây trong này thôi là vứt luôn cái quạt đi. Cho nên là điều đầu tiên là phải cố định cái dây này đã vào vỏ này này. Một sợi dây rút thôi nhưng mà nó cứu cả cái khoa. Đôi khi là chẳng may mà nhỡ ý giật cho này phát là nó bung luôn đống dây trong này ra là phải vứt đơn cả khoa. Ai da, quả này được cái gì? Là lần đầu tiên em làm chuyện ấy. Nếu mà như bình thường thì muốn làm nhanh ấy, tàu nhanh ấy, xịt tí ra V7 vào đây và trục này, xong rồi tra dầu mỡ là xong, tra dầu vào cái bông ở dưới hoặc là bông thấm dầu ở đây ở bạc là xong. Đấy, nhưng mà mình sẽ không làm thế mà mình sẽ phải tháo ra xong rồi đánh bóng cái trục tụ, đánh bóng hết bạc này, đưa qua máy đánh bóng xong bắt đầu mới lắp vào chứ không làm được cái này. Ai da, con này khoái đấy. Mất đỡ tốn thời gian dài của video thì chắc là tôi tháo ra tạm dừng video nhé. Sau một hồi đánh vật với nó mang đủ các biện pháp binh pháp tôn tử ra thì bắt đầu con ốc nó mới chịu ra. Nào chúng ta tiếp tục. Con này quạt cơ cho nên là lỗi phần nhiều là cơ đây, chứ còn phần không phải quạt điện tử. Quạt điện tử thì nó hay bị lỗi mạch, đối với quạt cơ thì công tắc với cả mạch nó nhẹ nhàng nha. Đấy, các bạn nhìn nha, review này, thấy chưa? Chụp à? Đấy, phớt dầu con này đóng phớt rất là kín, nhưng bên trong này mỡ bị ấy rồi. Đấy, bạc. Hôm trước có chuyện sửa một chiếc mà này phần phần dây bé là phần
dơ to này, nó rút ra là teo này. Đấy, lúc này là phải cắt cái này ra để rút ra này. Rút nhẹ nhàng nha, mặn này nó bung cái cuộn dây này to đấy. Đây đấy, nó còn lọt tụ còn nữa. Cuộn dây bé mưa to, không biết đầu này nó có bé hơn không. Thường thường dây nó là rộng hơn. Đây cuộn dây bé hơn. Nà, thật đấy. Muốn rút cả hai ra mà nó cứ rời nhau thế này. Đang chụp sau thì không vấn đề gì nhá, nhưng chụp trước rồi. Đấy. Nguyên nhân do cái này này. Cái nhựa trắng này thì không sao. Nhưng đối với cái nhựa này này, cao su nó chảy ra, nóng nó chảy ra nó cuốn vào đây. Rồi. Cái phớt sau này thì ok này, không vấn đề gì. Chất lượng khá là ok. Lúc sau này không phải xử lý gì nhiều. Nói chung là tương đối sạch, nó không bị bẩn như đằng trước. Xử lý cái bẩn này. Tranh thủ lúc bỏ ra là tra dầu luôn bạc sau này. Tra vào cái phần bông rồi nhé. Cho nó ngấm dầu vào bờ phần bông nhé. Rồi để sang cạnh. Đi xử lý phần này và phần này. Đây phương án đây. Ta sẽ bỏ lốt cái miếng đệm này ra. Đây, nó két vào này. Khi nó két này nó xước bạc, xước hết bạc. Đây. Nó nóng lên nó chảy nhựa ra, nhựa xong rồi nó bám vào bạc. Bám vào bạc xong lúc sau lại dính lại làm nóng trục. Làm nóng motor nó lại chảy nhựa ra. Và cứ thế là lặp đi lặp lại theo quy trình như vậy. Và đây là cách xử lý. Ta sẽ dùng cái dung dịch hơi đặc biệt một chút này. Để xử lý phần trục bạc này. Tăng lên tốc độ này. Không dùng giấy giam nhé, giấy giam là teo luôn đấy, xước hết đấy. Đấy, có bị mòn hết trụ bạc rồi, trục rồi. Nếu mà đứng ra đây mà có bột kim cương này, đánh đi, sạch thêm luôn. Đây vệ sinh bằng cái dung dịch này đặc biệt chút. Cho chút lửa cho nó.
Ok. Tương đối rồi, để phần trục như thế này. Đây phần bạc này. Sẽ có phương án này. Sao cho cái bạc nó các cái nhựa nó bám vào trong đấy nó phải hết sạch. Đương nhiên là ta sẽ lấy dung dịch đặc biệt này. Vệ sinh hết các cái nhựa chết ở trong đấy. Ở trong cái hiện tượng này nó sẽ có một cái mà dẫn đến cái dính bạc này, nó mình sẽ có một cái phương án để không bị dính bạc trở lại nữa. Sẽ có phương án cho không bị dính bạc trở lại. Ok rồi đấy. Trong lúc chờ đợi nó chạy dầu vào cho nó ngấm. Rồi. Đến lúc nó xử lý cái này. Đây. Nhựa nó chảy ra cát vào trong lỗ này luôn. Mà ta sẽ bỏ cái đằng trước đi. Bạc trước sẽ bỏ vào đấy. Những cái long đen màu đen bỏ đi. Đen long đen màu trắng giữ lại. Long đen màu đen bằng cao su. Cái này sẽ vệ sinh bằng dung dịch luôn. Nhanh chóng lắm. Dùng dịch là chuyên tẩy rửa. Cái kim loại này tẩy rửa trắng bóc đấy. Nói chung cầm tay vào này là dễ bị ăn tay ấy. Ok. Chụp bạc sau này đã nhận. Có phương án khác là chụp bạc trước.
có chụp bao trước ta phải dùng cái này, ta không dùng cái nhựa nữa. Mà cái này là xin được mấy cậu sửa xe máy mới có. Trước sẽ có hai lồng đèn nhé, sau một lồng đèn nhé. Ok. Bỏ cái này đi. Bỏ lồng đèn này đi. Muốn nó hết dính trục phải làm thế. Phải bỏ đi. Ok, cái đằng trước à, ở đây này. Nói chung là bảng nó tự ngấm ra rồi, nhưng ta cho một chút vào để cho nó dễ đưa vào. Luyên này, luyên dành cho ô tô. Vẫn lưu ý cái dây nhá, dây này này, một phát là đi cả cuộn dây đấy. Siết đều bốn góc rồi, đừng có siết cái trước cái sau à. Nói chung sửa bạc và vậy thôi, còn khâu lắp vào thôi. Ok, để cho video đỡ dài tôi tạm dừng video và lắp lốt nhá. Ok, nhà lắp củ quả rồi nha, để cắm điện cắt thử xem công suất thực là bao nhiêu nha. Số 1 nhiều nhất này, 36W. Số 2 này, 31W. Số 3 là 29W. Thế là con này mạnh nhất là 36W. Nhưng mà đấy là chưa có tải, có tải cánh vào lúc đấy thì mình mới biết được công suất thực là bao nhiêu. Ok, phần cơ là chân chu con này nhé. Bây giờ chúng ta lắp hộp vào thôi. Đi rửa cái tay sờ vào cái vỏ vừa rửa sạch này, xong mới lắp vỏ này. Ok, rửa tay sạch sẽ bắt đầu mình sẽ vào vỏ. Cái vỏ này mà nó dính dầu thì nó bẩn lắm. Thân máy tí cho tí nước xịt kính nó sạch hết. Dầu mỡ chạm vào nó bám dầu mỡ vào đây.
chưa? Bây giờ mở ra bán. Ok. Bộ đồng sẽ bị rửa sạch đây. Sửa quạt lại còn được khuyến mại rửa như kiểu là mấy bác bảo bảo dưỡng toàn bộ xe máy ấy, hay sửa chữa xe máy ấy. Sửa xong khuyến mại rửa xe. Okay. Xem tất cả các chốt vào hết chưa? Nào, chốt cũng luôn. Rồi. Nào, bây giờ thử có cánh xem là tốc độ công suất bao nhiêu nha. Số 1, 2 giảm nước. Đấy. 45 quát. Số 2 41 quát. Số 3 39 40 quát. Ok. Tục năng lên này. Ok, đã sửa xong quạt, lỗi là không chạy nhé, lỗi là do quạt quá nóng, sinh ra nhiệt, chảy nhựa ra làm kẹt trục, giữa trục và bạc của động cơ. Xử lý bằng cách là vệ sinh sạch sẽ, thay lót, tháo bỏ các cái lót gây ra hiện tượng, thay bằng cái lót mới sẽ không xảy ra hiện tượng đấy nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của sửa chữa đồ điện Dũng Ngân. Các bạn muốn sửa chữa thiết bị điện hãy gửi về sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, số 38 ngõ 98 phố Chu Quỳnh, Quỳnh Nối, Hai Bà Trưng, Hà Nội nhé. Số điện thoại liên hệ là 0976 118 129. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.